Trước diễn biến phức tạp của mùa mưa bão năm nay, Công an thành phố Đà Nẵng đã chủ động xây dựng kế hoạch quán triệt đến tận cơ sở để kịp thời ứng phó và đảm bảo an toàn cho người dân trên địa bàn thành phố. Với tinh thần quyết liệt, đồng bộ nhiều nhiệm vụ, vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa phòng chống dịch, phòng chống mưa bão, Công an các đơn vị địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã và đang sẵn sàng với mọi nhiệm vụ được giao. Khi có thông tin về mưa bão hay áp thấp nhiệt đới, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã khẩn trương xuống tận các địa điểm là nơi tránh trú cho các tàu bè để hướng dẫn ngư dân có biện pháp neo đậu và đảm bảo an toàn. Ngoài những địa điểm được quy định làm nơi neo đậu tránh trú như âu thuyền cảng cá Thọ Quang, sông Cổ Cò, sông Cẩm Lệ, đội cảnh sát giao thông đường thủy còn tăng cường tuần tra kiểm soát bằng cano dọc khắp các tuyến sông nhằm kịp thời hỗ trợ những trường hợp ngư dân khi cần thiết. Đội cảnh sát giao thông đường thủy cử cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát, hỗ trợ những ngư dân, những tàu thuyền trên khu vực bến bãi đổ để đảm bảo được sự an toàn cho người dân. Đồng thời, cần hỗ trợ của người dân thì lực lượng cảnh sát đường thủy sẽ hỗ trợ cùng phối hợp với các lực lượng khác hỗ trợ ứng cứu những người dân trong cái điều kiện hoàn cảnh trong thời tiết xấu nhất. Hiện tại, hơn 1.200 phương tiện tàu cá của ngư dân các tỉnh thành miền Trung đang được neo đậu ở vị trí an toàn. Tuy nhiên, với tinh thần không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa bão, việc kiểm tra nhắc nhở ngư dân và các thuyền viên vẫn được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông triển khai thường xuyên nhằm hạn chế trường hợp va đập, chìm tàu và xảy ra cháy nổ khi có mưa to, gió lớn. Mình nắm được tình hình bão gió như vậy là mình vô mình cột dây, buộc dây trong bờ trong cảng, hay nếu mình không buộc dây trong cảng thì mình phải tìm một chỗ để neo đậu bầu bì đồ cột cho nó ghe tàu mình để mình giữ cho nó an toàn. Vẫn sử dụng như bình chữa cháy và các thiết bị điện và ga có liên quan đến trên phương tiện của mình, rồi cũng hỗ trợ cho người dân là sắp xếp thành gọn gàng. Mùa mưa bão năm nay được dự báo là sẽ đến sớm hơn mọi năm. Mặc dù đã khẩn trương tiến hành đồng bộ, chủ động các biện pháp phòng ngừa, nhưng Công an thành phố vẫn tổ chức duy trì, nhắc nhở bà con trên tuyến đường sông, tuyệt đối không tham gia đánh bắt thủy sản cùng các hoạt động khác nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân, phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, tránh những nguy hiểm có thể xảy ra trong mùa mưa bão.